Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay ngày thứ 13, ngày 14 anh em, mình sẽ được một con tướng Hán nha. Và sẵn đây mình thông báo cho anh em một cái tin vui. Sắp tới sẽ ra cái chức năng mới đó anh em. Update phiên bản mới. Và anh em biết điều gì sẽ xảy ra hay không? Tôi cũng vừa nghe là trong nhóm là nó thông báo vậy thôi, chứ tôi cũng không biết có hay không nữa. Thấy tụi nó chia sẻ quá trời quá đất gì mấy cái tấm hình mà bản diệt quá. Cái bản diệt quá rất là đông. Trong cái nhóm của mình hiện tại là nói chung là cũng khá là đông anh em rồi. Anh em nào muốn vô tham khảo nhóm thì cứ vô IP ở khỏi bấm cái phần mô tả có sẵn link ở dưới anh em. Nói chung là nhóm cũng đang hiện tại là đang 445 anh em. Và mấy ông vô nhóm đi. Mấy ông chơi một quân đoàn, hẹn nhau 40 thằng nhảy vô quân đoàn chơi mà gọi là nhảy qua server mới vô quân đoàn chơi đồng lòng, có quánh khoáng như này kia ha, là cũng dễ nữa. Tôi nói thiệt với mấy ông luôn á, còn quánh khoáng hay này kia đồ là ra lậm phát 40 thằng cũng không có bị ao. Ví dụ như ở trong này nó cũng dễ nè, nó ở trong này ngày nào cũng điểm danh 30 thằng vậy đó, ngon lành liền. Hứa mấy ông là không nào ăn hiếp mấy ông, mà cũng không ai hiếp ông, của mấy ông cũng không ăn hiếp ai là chơi là ok luôn đó. Đây, lâu dài nha đó, ông vô cái nhóm ông ngủ sao được 40 không, tại ra nhóm giờ cũng được 400 mấy anh em rồi. Nói chung anh em nào muốn vô tham khảo chơi trao đổi gì những gì không biết á, thì trong này nó cũng có ID rồi, nó dục cho vô những cái link những cái ấy này kia cho anh em luôn, nó là dễ rồi. Nói xong cái phần giới thiệu nhóm rồi đó nè, xong mà phong giờ tôi up được chí sơ tôi khoan nữa, tôi nói rồi ngày nào tôi không chơi chứ á, nay yên tâm. Nãy giờ tôi chỉ giới thiệu quảng cáo với anh em là cái phiên bản gọi là diệt quá cho anh em mừng mừng vui vui chút xíu thôi. Còn bây giờ là giờ quýnh nè, ngày nào cũng có 200 mấy ngàn già, anh em đừng lo. Khoan mấy ông, để tôi xuống đây tôi mua cái này cái được không, lỡ thôi, yếu rồi sao được. Mấy cái này là phải mua nha. Tôi không có xài auto mua chỉ được 999 thôi, nó không mua được số lượng lớn nha. Cho nên thôi kệ, mình mua cũng được, không có gì vội à, không có gì mà giỏi già hết chứ. Nhớ không lầm là mình phải lấy con thằng binh đại kiều được cấp cho lên 4 mấy rồi đó. Thằng binh đâu ta, nhớ bữa đó mình dương ở đây à, em phải hiểu là tôi thiếu một cái thằng binh để lên 45. Đây nè, đó mình thấy chưa, lượm đó, lượm liền không, xong không, xong rồi vô. Cái nào mình up được chiến sơ thì bây giờ mình chỉ có up bên tinh luyện thôi, nãy mình tinh luyện rồi, tinh luyện trang bị rồi, xong bây giờ tới tinh luyện bảo vật, mua hết mấy ngàn cái không đủ lên tinh luyện rồi. Tại vì ngay bữa nay ngày không phải là ngày của bảo vật á, cho nên nó không có được. Còn riêng kiểu mà nó 45 lên cho nó một cái lắm, mình sửa thử như thế này thì có được không nha. Đây, mình sẽ cho tàu pháo xài này đứng hàng trước đó, mình cho nó xài này đứng hàng trước đi, phải không, xài đại đi ha, cho đứng hàng trước đây coi đó có chi kích được nhiều hơn không. Nếu chi kích được nhiều thì thằng biến sớm trong chí thánh nhân lượng mình còn lực hơn nữa, anh xui ha, đại đi ha, coi xong rồi đó, lên được tí xíu được chiến. Cái quân đoàn của cái thằng mà tên mà gạch tôi dẹp hết đấy, là biết không, cái tên này là gạch như thế này là lụm hết, không có thang nào chứ. Bây giờ ngày hôm qua thì cũng sự trợ giúp của anh em, bữa nay thôi khỏi, tôi quýt một mình tôi luôn, khỏi ông nào chứ. Ở nơi tôi vô là đó cho ông nội nào kìa, có tôi quýt với mấy ông thấy mấy ông tự quýt nè. Trước khi quýt từ ha, mình chết cái tin nhắn bữa giờ không biết ai nhắn cho mình. Rồi hello anh Bình, hello em luôn, qua hùng rồi, alo có vụ gì. Rồi ăn bảo vật với đoạn con nào không úp à, anh tính ra không chơi con gì đi quét rồi. Bên này nó ký tự đặc biệt đó, cho nên không hiểu về tính ra chơi CS là gì ta, đi quét thôi kệ bà đi, không quan tâm. Bây giờ ra đập khoáng nữa, nó chơi có khoáng thì mình chơi mấy nhỏ nè. Bà mày ra đây mày đứng, mày tính đứng không. Cái quân đoàn này là sự chính xác là của mấy thằng chung luôn á anh em, không phải anh em Việt đâu. Anh em Việt hẹn qua là mấy cái khoáng nhỏ nhỏ loàn con á là đúng anh em Việt đó.
Ở mấy này nó không phải nè, năm trăm mấy triệu đi ra chỗ khác chơi tôi dọn hết. Mày hay bưởi chơi không? Chết mẹ, nào quýnh mình rồi, nào quýnh mình trước rồi, thằng nào này quýnh mình nè, thằng 6 tỷ 8 quýnh mình. Mày chờ tao đi, chút xíu tao đấm mày lại rồi chứ tao có tha mày đâu, giết mày đã. Tao đang làm nhiệm vụ mà chưa đụng tới mày, mày đụng tao không? 3 tỷ 8 nè anh em, để thử ăn 3 tỷ 8 không. Trời ơi, 3 tỷ 8 cũng mạnh. Tao đang quýnh thằng kia, thằng quần quẹt á. Mày muốn chơi tao không? Kệ nó quýnh mình, nó quýnh đi anh em, mình quét chừng nào còn mình một nó ngán cái ghen qua à. Còn mình một nó đi gán liền à, nó quýnh. Nó chơi đâu lợi mình đâu, nó gán liền. Từ từ. Đấm hay nhỏ chứ, tỷ gữ đi chỗ khác chơi. Tỷ gữ nè. Mày tỷ tư nè. Tỷ tư nè, nó chết rồi kìa. Nó chết rồi, nó chạy ra kìa. Một tỷ gữ hay tôm sách. Tỷ gữ tôm sách. Mày ra đây. Mày vô đây mày đụng tao nè. Tao quýnh một lượt hai phát chết mẹ, nó quýnh chết queo chưa gáy xong. Ồ, nó chết vừa chết xong nó chạy ra luôn. Ở đâu? Thằng khác nữa hả? Thằng đó, thằng đó, thằng đó. Từ từ mấy ông, từ từ. Cứ từ từ. Đây gọi là phán chiến ngày 2 nè. Cái gì tao đang quét mà tự nhiên chuyển vô diễn, chết mẹ nữa rồi. Chưa quýnh quần què chứ. Mày giỏi lắm. Cái tem nó tem gì? Ê, nó chạy vô nó hồi máu, nó chạy ra phải không? Nên là nó chơi được chứ. Thôi khoan, 6 tỷ 8 nó tem gì đây? Sao thua nó đây? Lục Châu Văn Ương hả? Khoan nha. Từ từ mấy không? Mình chơi Lục Châu Văn Ương. Ship tem lại tôi đấm thấy bờ đó nè. Láo. Thằng này láo. Lắc gì? Thằng này láo. Lên. 45 cho nó trâu luôn. Lên luôn mẹ ơi. Đó, từ từ cho nó trâu thêm miếng miếng nữa. Tôi có đồ thì cho nó khóc hết chứ, nó sao mà nó quýnh nổi. Tiếp tục nha. Mày ra đây nè. Thằng Long Dịch, mày ra đây. Tiếng chơi chạy vô chạy máu vô lụm đầy máu xong chạy ra nó sợ mình giết á, không sợ nó sợ mình thấy cái chiến báo giết nó là gì á. Tôi có giết mày đâu. Mày cũng chết nữa rồi. Thằng quê nào nữa, nó nữa thấy không? Thằng này nữa không? Để khoan tôi coi tại sao thua nó, tôi ship đường tôi quýnh với em. Nói coi tại sao mình thua nó mới được. Đam chính của nó là thằng nào? À, tôn sách ha. Tôn sách Lục Châu. Tôn Quyền ha. Rồi, chắc mình thua nó nữa rồi đó. Tôn sách nó đấm lực. Nói chung tôn sách nó đấm khá là lực. Rất là lực. Được, nếu mình lực là được. Tại vì hồi nãy mình lấy cái chiến pháp của quân Đại Kiều Tào Tháo của mình ấy qua đó rồi, cho nên là bây giờ là sao mình lắc dữ vậy trời. Tự nhiên lắc gì vậy anh em? Ôi không được rồi. Thôi. Đừng lắc, đừng. No. No lắc nha, no lắc nha. Lấy chiến pháp lại mới được. Rồi, lấy chiến pháp lại cho nó xài. Ok chưa? Nếu mà đã ok rồi phải không? Ui, con Tào Tháo đứng đơn chi. Đây nè, chơi không? Muốn chơi không? Chơi. Rồi, ok, xong rồi ha. Tôi còn nhiều cái cẩm nang cho con Đại Kiều quá. Nếu mà mình như vậy á thì mình để gì luôn nè anh em. Cho con này xài cái này luôn. Tại mình không phản đam được nó đâu. Nếu mình không phản đam chết nó thì bây giờ mình sẽ quyết chiến nha. Còn phản đam chết nó thì tính sau. Mày chơi không? Giờ chơi không? Tôi chơi mày nữa nè. Mày nghĩ tao sợ? Tao quýnh chừng nào mày bấy bá thì thôi chứ. Tao quýnh mấy kia cho mấy kia nó diện mình, nó mới ngán mình chứ không thôi đứng nó xào xạo nó nãy gì đó. Mấy thằng này nó ngộ gì đó. Đông đông thì nó qua nó chơi mình, còn kiểu ít là nó ấy gì đó. Mấy thằng đó máu. Nó chơi kiểu gì á. Nhưng qua mấy ông thấy hôm qua không? Chết mẹ thôi. Quét chưa kịp quét nữa. Chưa kịp quét nữa. Ra đi tụi mày, ra đi. Mình tao cắn hết nguyên cái quân đoàn tụi mày luôn á. Không biết nó game nào luôn hả ta. Không biết nó được game nào mấy ông.
Tụi mày chạy ra đi, cứ chạy ra thoải mái, chạy đi. Ủa thằng đó không chết, bà mẹ mình chết mẹ nó rồi. Bữa nay của bộ căng nó hơi cực nè anh em ơi, bữa nay chơi với tụi nó của bộ hơi mệt nè. Chơi gì mới vui chứ. Đấy mày, xong này ra tôi mua chừng khoảng 200 cái lệnh nữa. Ồ nó quýnh tôi lẹ quá, bà mẹ nó thiệt á chứ. Ba trăm cái luôn mày, vô đây 10 thằng hả? 10 thằng từ từ đi, tôi quýnh một lát không còn thằng nào đó nào dư vàng thì chạy ra. Anh xác định chơi khô máu của tụi mày rồi mà anh đâu có cần vàng nữa, thì nó chứ đụng chứ vô còn 50 máu. Một thằng kể dưới đường nào hay đó nha, rồi chết nữa rồi. Ê, còn 9 thằng kìa, 9 thằng chạy ra tiếp. Nó gì nè, nó bị lắc, nó bị lắc gì nè. Nó mình phải quét sớm cho nhanh chút xíu, rồi chưa kịp quét luôn rồi quét đường pháp, quét phát nữa. Hình như là mình có thắng hay sao á, có chiến báo này kìa, thấy không? Ủa nó quét mình hồi nãy giờ, nó gì nó hồi máu nữa kìa, chạy ra lia lịa chứ không thấy chạy ra lia lịa chứ. Mình tụi nó toan đầu hết trơn rồi, không có nào quét phụ mình nãy giờ là banh rồi đó chứ. Quét có mấy thằng nào, có một ông phụ tôi thôi, mấy thằng nhỏ nhỏ thôi, còn thằng bự là để tôi lo. Bà mẹ ăn tôm sách này đấm luôn. Có là phụ tôi mới được, không có nào phụ tôi chứ á. Có mình một tôi thì tôi chơi hơi cực. Không ai chơi mấy thằng nhỏ như tôi, hôm qua thì có mấy ông kia phụ, hôm nay không có ông nào phụ hết. Thằng này đi chứ đi. Rồi xong, quế tao đi bày. Mấy thằng kia nó quản hùng quản dưới chạy chỗ khác rồi, đâu dám ra đó đứng. Chơi đúng như mấy thằng mà gọi là nó có cái tên gạch 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 đầu nè, gạch đầu nè, gạch đầu. Nó có hai thằng quýnh mình làm hay sao á. Sao vừa ra là chết rồi, lẹ vậy. Tại mình bị lắc cái nó không có được nhanh giống như người ta. Mày đi vô khác chơi mày. Tới thằng này chết nữa hay giờ chết thôi. Vừa ra là chết à, thằng này. Để mình ship chưa ta, mình chưa ship mà đúng không, nó còn láo nè. Để mình chưa ship chứ thánh lên hay gì rồi mà ship rồi phải không. Đường em về nơi đó 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 đó, mà lấy ngự đi anh em ơi, lấy nộ không ổn rồi, lấy nộ là không ổn rồi, lấy cự giáp đi ha. Rồi ok. Nãy giờ dứt thêm con danh tướng cho con đôn xài chứ, bà mẹ không có danh tướng con đôn yếu yếu thì sao, nó cảm giác nó hơi yếu yếu rồi, không được trâu. Nãy giờ hết 40.000 vàng chứ nhiêu. Nhầm gì, ba đầu quỷ này chết nữa gì rồi, 2 tỷ hả mày. Mày chờ tao đi, tao quýnh xong mấy này đi rồi tới mày đó, tao không có tha cho mày đâu, mày yên tâm. Mày nãy giờ mày chơi tao đúng không? Ừ giỏi lắm. Này nhiêu đây, 4 tỷ rưỡi, mấy thằng 4 tỷ rưỡi 5 tỷ này thì tôi bỏ túi thằng cái một rồi mấy ông ơi. Còn mấy thằng 6-7 tỷ trở lên thì may ra ở đây, thằng này thì may ra chơi với tôi được, thằng này là thằng quýnh tôi từ bữa giờ nè. Nhưng mà tôi có thể win đó nha. Còn 2 thằng đây hả? Cái thằng nào trong chiến báo nó đấm mình nhiều nhất. À nó đổi men lia lịa hết trơn ha. 2 thằng mày tao căng hết hàng mày luôn á. Ra đây. Không win nó game nào ta. Còn 2 thằng à hả? Mấy thằng kia trốn vào chỗ khác hết hả? 2 thằng đó chuẩn bị đi nữa giờ. bảy tiếng rưỡi nó quýnh nhiều nhất. mày cái thằng này nó trâu dữ ta. Này nó tới có gói phán nó quýnh khá lâu, nó tăng đam như mình á.
mày đứng ở đây mà nhìn có chặn win đó nha. Vậy thiếu tiền nguyên cũng là một cái thôi thiệt thòi. 12 máu. Ở đây giờ nó chạy có 3 thằng này hả? 2 thằng hả? Đây mới ngày 2 làm xương xương cho quân đoàn nó bay banh sát cái đi. Chưa, bên này còn mười mấy thằng nữa nè mấy ông. Từ từ qua dọn luôn. Biến cho khác nè. Còn này nè, thằng kia vừa chạy ra mà muốn kiếm đồ cúng nữa nè. Thằng này nó trâu thiệt. Mà nó quýnh không mất máu mấy ông à. Hèn chi hồi nãy giờ nó trâu thiệt. Này nó có gói không có gói gì mà nó lực chiếm hơn mình nhiều quá đó. Lực chiếm nó hơn mình khá là nhiều. Thôi đấm thằng kia đi. Đấm thằng này nè. Vô mày ké hả mày? Mày ké hả mày? Mày ké ơ giờ win này nè. Mày ké hả mày? Mày vô đây mày ké. Rút đầu ra. Đây hình như nó lên đây nè, đây còn đây là nó nè. Qua là dọn mày luôn chứ. Tụi mày tính yên ổn mà. Dọn hết luôn anh em, ngày nào cũng qua dọn gì đó. Bà mẹ nó. Dọn từ nhỏ tới, từ lớn tới bé, từ bé tới lớn. 1 2 Dọn. Để mấy anh kia lá nó bu bu ra kia qua bên kia đấm tiếp. Bộ labo tép nè. Mày chống với anh Bình mẹ là mày no mày mẹ. Mày chống với anh Bình mẹ mày. Mình mắc 10 nó mắc 50. Một phát. Phát sao thằng. Mấy anh kia nó chạy ra 4 thằng rồi kìa. Bu bu ra 4 thằng rồi kìa. 4 thằng thì lát tôi qua tôi nã tiếp. Mày hả bưởi? Mày hả mày? Ôi chết mẹ nắc rồi. Ê, mình chết rồi hả? Nào quét mình nữa rồi. Đủ thằng 8 tỷ này đi. Thằng 8 tỷ là thằng này là có gói chiến lệnh, có khoán nè. Nó có khoán đó. Cho nên là nó chạy qua đó nó đứng nó bảo kê đó. Nó qua đó nó bảo kê mấy thằng kia đó. Bảo kê nè, bảo kê. Mày bảo kê đi. Mày bảo kê đi. Bảo kê tiếp đi. Một lát còn mình mày đứng đó, đó cho vui. Bảo kê ghén một bảo kê lên để không kịp bảo kê á. Chết mẹ chết nữa rồi. Mà nó có cái khoan nó chảm mình lẹo. Nó chảm mình cái mất hai mấy máu lần anh em. Chảm phát mất hai mấy máu, 24 máu luôn. Mà nó mất không máu nó mới ghê. Tại vì lực chiến ao quá đó. Trời trời đổ mới nó chém phát một chết ngắt rồi quýnh gì. Qua đấm mày này, mày ngon mà chạy qua đây. Mày ngon mà chạy qua đây. Mày giỏi mà chạy qua đây nè mày. Tao qua tao chơi bên này nè, ở kia chạy bên bước nè. Nó chạy qua đây, nó chạy qua đây kìa biết không. Chạy qua đây thì tao chạy. Đủ. Mẹ lẻo quá vậy. Không, bây giờ mình không chạy qua đây nữa. Bây giờ mình chạy qua đây. Bây giờ mình chạy qua đây. Nó quýnh mình lẹo quá, nó quýnh mình chết lẹo quá. Đó, vừa quét. Quét, tranh thủ quét mày này trước. Đúng, mấy là đụng mình chết là mình chết rồi. Thế rồi mình chạy qua đây. Đúng không, vậy thôi. À, mấy nó chạy bên kia, chạy bên đây. Ừ, chạy bên đây tao đấm mày tiếp. Tấm cái này nhớ mày bị anh lừa, bị anh dắt chạy vòng. Nhanh, đậu sánh nó không kịp, tức chưa. Nó chạy bên đây. Sao nó thấy mình chạy chứ, vấn đề nằm chỗ nó thấy mình chạy chứ. Chết nữa rồi nè. Nó thấy mình chạy qua. Giờ mình chạy qua đây. Nè, tôi dắt nó đi chơi cho mấy ông coi nè. Tôi dắt nó đi chơi nè. Nó hay không? Tôi dắt đi chơi. Mày tính làm gì tao? Mày tính làm gì tao? Non lắm con trai, to be continental. Rồi mày tính làm gì tao? Rồi, đầu mẹ chết mẹ rồi. Nó đâu rồi? Qua đây.
chết chết rồi, hết máu rồi. Mình dắt đi, mình dắt nó được rồi. Chèo lên đây. Chèo đây, tôi chèo lên đây. Có gì đâu. Ra tao đập này cái coi. Quét nhẹ cái coi. Một thằng mà. Ai, không kịp. Qua đây. Không kịp mấy ông. Sao nó hiển thị chậm quá. Phải mấy ông nào mà chơi iPhone á. Ông nào chơi iPhone chơi được. Đó, mình chạy vào đây. Đó, mình chạy vào đây. Làm gì tao? Nó nổi lên này nên là thấy ghét nè. Mình chạy vào đây. Đó, quả đấm cái này. Mày hả mày? Lao. Lao. Lắc nữa chứ. Còn lắc nữa chứ. Mình chạy vào đây. Không được nữa. Nó còn đứng đây, nó còn đứng đây, nó còn đứng đây. Đấm này. Đấm này. Về thành dưỡng sức một thằng. Về thành dưỡng sức. Về thành dưỡng sức hai thằng. Về thành dưỡng sức. Về thành dưỡng sức ba thằng. Về thành dưỡng sức. Mày không qua là mấy kia nó đi hết rồi, chết rồi. Anh chạy qua, anh chạy qua. anh tính đợi mình chạy bên kia nữa. Dễ ăn anh lắm cơ. Ốc bu vàng đang hết trơn rồi, mày đứng đây mày chơi với anh nè. Con bộ chơi như này vui nè. Đó, nó chạy qua kìa anh em. Mẹ sao bấm không ăn. Chạy qua đây. Tôi bấm không ăn mấy ông. Cây nhờ. Ê kia nó ra, nó ra, kia nó ra, nó ra. Mày ra hả mày. Mày cạnh đi. Mày cạnh tao đi. Nó chạy qua nè mấy ông. Bây giờ là cái vấn đề nằm ở chỗ là mình phải bấm trước nữa nè. Đó, mình phải bấm trước nè. Mà vấn đề nằm chỗ bà mẹ nó cứ bấm không ăn hoài. Lắc lắc à. Đây là tôi bấm đây là tôi nhìn nó thấy chạy qua nè. Đó, nó thấy nó chạy qua liền nè. Đó đúng không? Bây giờ nó chạy đi rồi thấy không? Có mình chạy qua đây liền nè. Đó, bây giờ chạy ngược qua đây nè. Đó, vô. Trời ơi, bị anh lừa, con trai tôi bị cơm tờ neo. Tao đấm mày nhỏ một cái nè. Tao chạy qua đây cái nè. Chạy, chạy. Ô lắc kìa, mà chơi game. Tức bay, ngày mai chơi nó anh em. Ê, cái ghe nó bị lắc anh em mà. Chứ không tôi là tôi chạy được. Pha đó tôi nghĩ là tôi chạy được, tự nhiên lắc. Tự nhiên nó lắc là tôi chạy không được. Rồi khoảng chiến ngày 2 là tới đây thôi anh em. Với lại bản nhiệt quá nữa. Bản nhiệt quá nó ra nữa thì mình chơi nó sẽ ok con gì hơn. Với lại nhiều anh em muốn chơi lắm nhưng mà không biết, không hiểu được cái chức năng game nè như thế nào, cho nên là ra bản việt quá. Nhưng mà mình hứa với anh em luôn là cái bản việt quá này nó cũng không giúp gì nhiều nha. Xíu tôi sẽ quăng hình ảnh cho mấy ông coi trong clip này luôn, chút xíu nữa tôi sẽ quăng hình ảnh cho mấy ông coi. Rồi video này kết thúc tại đây nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye.